Hello mọi người. Hôm nay mình không làm livestream được, tại vì hôm qua thì mình đi gặp bạn thì nó hơi trễ, nên là rất là hy vọng mọi người thông cảm. Mình làm lại cái video này, hy vọng là mọi người có thể coi lại được vào lúc khoảng đâu đó khoảng 7 giờ sáng đúng không? Rồi, thì lần này chữa cháy vậy thôi ha. Bây giờ là khoảng 3 giờ sáng rồi. Nhưng mà thôi, dù sao thì mình cũng đã lỡ hứa hẹn với mọi người là tối nay về trễ, nhưng mà mình không về. Nói chung là mình là một người không thích thất hứa. Ok, thôi chắc là sẽ nhanh thôi, tại vì nó sẽ bớt sự tương tác đi. Các anh chị nào coi lại livestream, các anh chị có thể là các anh chị lại coi lại cái video này, các anh chị có thể tiện tay nhấn cho mình một cái like. Anh chị nào mà đã chưa đăng ký kênh thì các anh chị đăng ký ha. Rồi. Rồi, đầu tiên chúng ta có gì? Hôm nay thì VN Index đi khá là đẹp, đúng không? Đây, mình có chia sẻ khá là nhiều trong group cộng đồng. Thì hôm qua mình có vẽ đây là một cái cúp handle này, và hôm nay VN Index vượt được cái cúp này, đúng chưa? Thì khi mà VN Index vượt được cái cúp này với khối lượng thanh khoản cũng càng ngày càng được cải thiện, thì chúng ta có thể thấy rằng sắp tới chúng ta sẽ có một cái xu hướng nhanh thôi. VN Index sẽ về lại giữa vùng đỉnh 1530 ha. Còn lên tới đây mà nó có tăng hay không thì đợi lên rồi tính tiếp. Đấy. Thì theo mình trong giai đoạn này thì cứ cầm cổ phiếu thôi, đúng không? Thanh khoản đang được cải thiện. Đấy. Khi một cổ phiếu hoặc là một thị trường đi lên, đi kèm với thanh khoản đi lên thì đó là healthy ha. Nó không có vấn đề gì cả. Chúng ta đang gặp một cái rủi ro khá là lớn đến từ thị trường nước ngoài, đó là thị trường của bên đây. Hiện tại này, ví dụ như là chúng ta thấy Dow Jones đang giảm khoảng 200 điểm, đúng không? Còn có một cái thị trường châu Âu ha. Để mình mở cái này cho mọi người xem. Mình có đăng ở trong group nghiện tiền đấy. Nếu mà các anh chị nào chưa tham gia vào group nghiện tiền, thích đầu tư đúng không? Các anh chị cố gắng tham gia vào ha. Trong giai đoạn sắp tới sẽ có khá là nhiều cái thứ hay ho. Rồi, bỏ VN đi cho dễ được đọc cái tin mới. Đúng không? Rồi, chúng ta có những cái chỉ số khá là quan trọng hiện tại đang gặp vấn đề khá là khó khăn đối với lại thị trường. Hy vọng rằng tới lúc buổi sáng thì nó sẽ dịu hơn đi ha. Đây, chúng ta đang có một cái thị trường, đó là thị trường này, đúng không? Đây là thị trường MOEX, là thị trường của Russia, đúng không? Đây, chỉ số hiện tại Russia đang âm 356 điểm, tương đương với lại giảm 10%. 10% nghĩa là sao mọi người? 10% nghĩa là ví dụ VN-Index là 1.500 điểm thì tương đương với là giảm 150 điểm, đúng không? Về 1.350 ha, thì nó sẽ rơi rất là mạnh, đúng không? Thì hiện tại thì mình vì mình làm cái này vội quá, mình chưa cập nhật được là tin tức gì, thì chắc là mình nghĩ là cũng là tin tức xoay quanh chiến tranh thôi, đúng không? Thôi thì kỳ vọng của mình là sáng ngày mai thị trường nó bắt đầu ổn định trở lại, thậm chí là bây giờ thị trường bắt đầu ổn định trở lại, để nó không cần phải tăng, đúng không? Nhưng mà nó bình thường, nó bình tĩnh thôi, để có thể là thị trường chứng khoán chúng ta bước vào một cái đà tăng của nó ha. Rồi, hôm nay mình sẽ nói sơ qua một số dòng thôi. Thứ nhất đó là dòng cổ phiếu thép. Hôm nay có một số bạn nói là hôm nay thị trường tăng nhưng mà thép không tăng. Mọi người ơi, thứ nhất á, là hôm nay thị trường tăng có 6 điểm thôi, đúng không? Cái thứ hai á, là cổ phiếu thép đã tăng rất nhiều. Đây, chúng ta đã có một cái nhịp tăng của cổ phiếu thép từ đây này, đúng không? Ví dụ Nam Kim đi, chúng ta đã có 39% tăng giá rồi, thì làm sao mà các bạn muốn nó tăng ngày nào nó cũng tăng à, đúng không? Nó khá là vô lý, và mình cũng không hiểu là tại sao các anh chị phải nóng vội đến như vậy, kiểu như là ngày nào mở mắt ra nó không tăng là khó chịu ấy ha? Hay là các anh chị đu mà mẹ vào trên đỉnh này ha? Mình không biết nhé. Thì tạm thời đây theo mình cảm thấy chưa gì xấu cả, nó vậy đang là tái tích lũy lại và trong cái giai đoạn này, và cái chuyện này mình chia sẻ với các bạn trong những cái livestream trước khá là nhiều lần, đúng không? Thứ hai, hôm nay chúng ta có dòng dòng chứng khoán nổi sóng với lại sự dẫn dắt của VND. Có lúc VND tăng khoảng 6-7%, đúng không? Tất nhiên sau đó thì nó bị điều chỉnh trở lại vì cơ bản thì có khá là nhiều nhà đầu tư bị kẹp hàng trên này, nhưng mà chúng ta đã có hoàn thành mô hình cơ bản handle, và ở đây thì chúng ta đã có thanh khoản bắt đầu cải thiện, đúng không? Chuyện này ai mà coi livestream hôm qua, các anh chị chưa coi, các anh chị coi lại giúp mình đâu đó khoảng phút 20 hả, cỡ cỡ đấy, thì mình có nói rất là rõ về cái dòng chứng khoán trong 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 tuần này, đúng không? Đây, hôm qua trong livestream mình có chia sẻ, bây giờ mình mở lại cho các bạn xem một cái phần
mà mình đã rồi đợi xíu. Đợi xíu nhé. Đây. Đúng không? Hôm qua mình có chia sẻ với mọi người đây là tiêu điểm của tuần sau ngày 18 tháng 2 này, cách đây 4 ngày. Và nó là tuần tiêu điểm tuần sau nó sẽ là chứng khoán, và tuần trước chúng ta chứng khoán đã có rơi khá là sâu, tích lũy tốt, vượt MA20, nay vol bắt đầu cải thiện, tương tự tích lũy thấp của tuần trước, đúng không? Anh chị nào coi lại livestream hôm qua thì các anh chị sẽ thấy được cái chuyện này. Và rõ ràng hôm nay chúng ta đã có những cổ phiếu tăng giá khá là tốt, ví dụ là VND, SHS, VCI, khá là nhiều cổ phiếu các anh chị coi thêm. Ngoài ra thì hôm nay 16 tiếng trước này, có một bạn cũng là Thảo Ly đúng không? Thảo Ly là một học viên rất là nhỏ tuổi ha, nhưng mà bạn đã có những cái cũng có thể là nhìn ra được cái cổ phiếu nào đã có thể tăng giá hay không. Thì hôm nay ví dụ như là Thảo Ly có đưa cái con HBC lên này. Lúc này Thảo Ly đang là lúc khoảng giá 28 dấu 20 đúng không? Thì chúng ta về nó xem thử là giá hiện tại của nó đang là bao nhiêu nhé. Sorry mọi người phải nhảy qua nhảy lại, tại vì trong cái gọi là gì nhỉ, trong cái phần cũ của mình đó thì cái này nó bị, tức là con chuột nó bị sai chỗ đúng không? 28 20 là ở đây, hôm nay là giá 28 27.20, là chúng ta có giá 27 20 mà đúng không? 28 20 ở đây, và dòng tiền vào ở lại này. Đây là vùng đỉnh trước, đây là vùng đỉnh trước đúng không? Đấy thì ta tích lũy ở đây, có thể là tạo một cái khớp hay đồ nhỏ nhỏ ở đây, và hôm nay dòng tiền vào lại ha, vượt MA20. Thì con này chắc là sẽ có một cái nhịp tăng về lại giá khoảng 32, sau đó thì chúng ta tính tiếp. Rồi, thì nếu như các anh chị vẫn chưa hiểu tại sao nó tăng, và chưa hiểu các cách phương pháp coi kỹ thuật, chưa hiểu là tại sao bên mình nói là dòng chứng khoán sẽ tăng đúng không? Rồi giai đoạn trước mình nói là thép sẽ tăng. Đấy. Rồi mấy hôm trước mình nói với các bạn là bất động sản sẽ tăng đúng không? Nếu các anh chị không hiểu là tại sao thì các anh chị có thể cân nhắc đi tham gia khóa học của bên mình vào khoảng giữa tháng 3 ha. Thì nếu mà các anh chị có muốn tham gia khóa học thì các anh chị liên hệ với lại số điện thoại và Zalo của Châu ở trên màn hình này ha. Còn không thì các anh chị coi dưới cái phần mô tả của cái livestream đấy, nó cũng có của cái video, nó cũng có ở trong đây ha. Mình rất là hy vọng được gặp lại các anh chị trong lớp học, tại vì thực ra thì giai đoạn này mọi người sẽ thấy rằng thị trường nó sẽ xoay vần, hôm thì dòng này, hôm thì dòng khác, và nếu như chúng ta đi sai hướng thì dù thị trường nó đang tăng, tài khoản chúng ta cũng không tăng được đúng không? Rồi thì chúng ta có dòng chứng khoán này, chúng ta có dòng nói hết rồi đúng không? Chúng ta có dòng ngân hàng. Ngân hàng là một tiêu điểm của ngày hôm nay, tại vì sao? Hôm nay có rất nhiều nhà đầu tư nói với mình là anh ơi ngân hàng như vậy có xấu không? Thứ nhất đó là cổ phiếu ngân hàng đã tăng từ đây, ví dụ như là MBB đi, một cổ phiếu rất nặng trong cổ phiếu ngân hàng đúng không? Đã có một nhịp tăng 26% kể từ đáy, đáy gần nhất đúng không? Thì 26% là các bạn phải cho nó chỉnh chứ. Khi một cổ phiếu tăng 26% chỉ chỉnh 4% nhưng bạn nào cũng lên chửi nó hết. Mình rất là không hiểu. Đúng không? Giống như có một người bạn mà ngày nào cũng giúp chúng ta làm bài tập đồ này nọ, xong một ngày đẹp trời nó hơi bị ốm một tí, nó không giúp nữa, xong rồi chửi nó như chó, đúng không? Thì nó không đúng. Cái thứ hai là chúng ta nhìn đây. Đây là cái vùng đỉnh trước mà mình đã vẽ với cho các bạn trong những là livestream trước, mình nói với các bạn là nếu mà thủng 32 thì các bạn bán đi. Hôm nay mình có chia sẻ trong group Zalo đấy. Có một bạn hỏi là MBB xấu chưa, thì mình nói là nếu mà kết phiên mà thủng 32 thì bán ra, nhưng kết phiên đây mặc dù thanh khoản lớn, mọi người nhớ nhé, mặc dù thanh khoản lớn nhưng khi rơi xuống dưới đây thì có lực bắt kéo vào và kéo lên rút chân đậu trên MA20, chứng tỏ rằng đây là một lực, đây là một phiên gọi là cướp hàng của nhà tư tổ chức đúng không? Người ta đẩy giá cổ phiếu xuống tới dưới đây và các bạn bán ra hết, và sau đó thì người ta mua lại và người ta kéo lên đây, không cho các bạn tham gia trở lại đúng không? Thì mình có thể kỳ vọng rằng cổ phiếu dòng ngân hàng, hầu như tất cả cổ phiếu đều vận động như thế này, thì mình có thể kỳ vọng rằng cổ phiếu dòng ngân hàng vẫn còn trong cái nhịp tăng của nó ha. Cái gì không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta có ví dụ là Techcombank này đúng không, vẫn cũng là một phiên rút chân lên rất đẹp, nhìn kỹ ha, đây đúng không, đây gọi là cái nến Dragonfly. Và đối với những một cái nến chuồng như thế này thì nó không có gì đẹp hơn ha. Chúng ta có VIB đây đúng không, vẫn tiếp tục trong cái trend tăng của nó, ví dụ như là bây giờ mình kéo cái này qua đây
đúng không? Nó vẫn đang nằm trong cái trên tăng của nó ha. Rồi, cho nên là đối với những cổ phiếu này thì thấy mình là dòng ngân hàng vẫn vẫn còn có thể nắm giữ được ha. Các anh chị có muốn nắm hay không thì tùy. STB đây. Mọi người nhìn nè, STB từ cái đáy thấp nhất của nó này tăng lên đây là nó tăng bao nhiêu ạ? 50%. Và nó có một nhiều điều chỉnh khoảng 7% thì các anh chị chửi chó. Mình cũng không biết nó là sao ha. Chắc là sau này những cổ phiếu như thế này thì thôi, chắc là mình sẽ không chia sẻ ở trên livestream nữa. Ha. Đúng không? Đây, nó đang cố gắng để lấy lại cái vùng đỉnh trước của nó. Nếu như nó vượt lên 33.80, các anh chị có thể cân nhắc mua trở lại ha. Rồi, và một cổ phiếu mà hồi hồi trước mình có chia sẻ với các anh chị đó là ACB. Tại vì sao? Tại vì ACB đây là phiên vào tiền này. Đúng không? Đây là phiên tái tích lũy ở vùng đỉnh với khối lượng thấp. Mình có chia sẻ với các anh chị mua ở đây, nhưng mà sau đó thị trường nó sập, nó đánh cổ phiếu ngân hàng rơi xuống. Nhưng các anh chị phải nhìn vào thanh khoản ở đây hoàn toàn không có, đúng không? Và nó đang có một nhịp giảm hôm nay rơi xuống và rút chân lên kéo nằm trên MA20, và mình nghĩ rằng nó sẽ có một nhịp tăng trở lại đấy. Nếu như nó vượt vùng 35, các anh chị có thể mở mua lần một, và các nếu vượt 36 các anh chị có thể mở mua lần hai ha. Còn hiện tại các anh chị nào cầm thì cứ cầm thoải mái nhé, không có vấn đề gì. Và hôm nay thì cuối cùng là dòng bất động sản vẫn tiếp tục tăng giá rất là tốt. Chúng ta có sự dẫn đầu của LDG đúng không, chúng ta có CRE, và có rất là nhiều dòng cổ rất nhiều cổ phiếu bất động sản vẫn tiếp tục trong cái giai đoạn tăng giá của nó. Tại sao thì mình đã chia sẻ với các bạn trong rất là nhiều livestream trước rồi, đúng không? Đây ví dụ như là DSG này về là đỉnh trước này, HDG này về là đỉnh trước và sau đó vượt luôn, không thèm quay trở lại test ra, đúng là dòng tiền đây rất là mạnh ha. Nhưng mà đánh những con này khá là rủi ro. Nếu mà các chị muốn đánh thì có thể là đợi nó về nó test giá khoảng 68 mở mua, ngay 68 và bước lên thì canh bán được giá này thì bán ha. Rồi chúng ta có dòng cảng biển cũng đang khá là mạnh đây, ví dụ như là với sự đi lên trở lại của HH và vượt đỉnh và neo lên ở vùng đỉnh như thế này, không cho ai mua hết ha. Thì đối với những ai mà chúng ta FOMO, chúng ta tham gia vào thì mình chịu. Còn đối với các bạn nào mà đủ kiên nhẫn thì hãy đợi nó rơi xuống giá khoảng 76 chúng ta tham gia vào sẽ tốt hơn. Cuối cùng đó là bất động sản khu công nghiệp, đúng không? Hôm nay chúng ta có GVR lại, lại tiếp tục cái trend tăng giá tiếp theo của nó. Thanh khoản thì càng ngày càng điều chỉnh trở lại, đúng không? Thì mình nghĩ rằng GVR sẽ có một cái nhịp tăng lên tới giá khoảng 36, và sau đó thì nó gặp khá là nhiều cái vùng cản ở trên này ha. Thì đến đây chúng ta sẽ quan sát tiếp. Rồi, hôm qua thì mình đã nói là IDC vượt qua được cái cản cản trước của nó, đúng không? Cái này gọi là cản chéo, đây là một cái đa trend của nó ha. Rồi còn nó lên được tới đâu thì mình không biết, mình nghĩ rằng chắc là lên đâu đó khoảng 76, sau đó thì test thành công thì nó lên giá khoảng 86 ha. Anh chị nào có thì cứ cầm. Và chúng ta có những cổ phiếu khác, ví dụ là ITA này, đúng không? Tạo mô hình hai đáy và đi lên rất là sốc ha. Hoặc là KBC này, hôm nay có những cái nhịp muốn tăng lên nhưng mà không tăng được, nhưng mà tuy nhiên thì KBC vẫn đang nằm được cái trend tăng của nó vẫn tiếp tục cứ bò lên này mọi người thấy không? Cái xu hướng của nó kiểu như vậy, nó hít vậy. Cũng chả biết là làm sao, đúng không? Nhưng mà cái đường MA20 bắt đầu bẻ cong lên, và một khi đường MA20 đang đang hướng lên đó, thì cổ phiếu rất là khó rơi. Mọi người nhìn này, đây là những giai đoạn của MA20 vẫn đang hướng lên, đúng không? Thì những cái lúc như vậy cổ phiếu thường nó có nhịp điều chỉnh nhưng sau đó nó vẫn tăng trở lại. Thì nhìn chung chúng ta nhìn qua tất cả các dòng cổ phiếu hiện tại thì những cổ phiếu trụ như là ngân hàng thì điều chỉnh tốt, đúng không? Điều chỉnh tốt, sách cao, tức là người ta ép nhà đầu tư cá nhân người ta bán hàng ra và người ta gom hết lại. Tất cả các dòng khác đều có những hoạt động tốt. Như vậy thì nếu như Nga và Ukraine không không bam nhau một cách mạnh mẽ ha, thì mình nghĩ rằng thị trường sẽ sắp tới sẽ có những cái nhịp bứt phá trong trong thời gian sắp tới ha. Rồi thì một số chia sẻ như vậy, qua qua như vậy, còn chi tiết về từng mã cổ phiếu một thì thôi. Và chia sẻ với bạn một cái kinh nghiệm tiếp theo, đó là con Pet. Con này mình đã chia sẻ livestream rất nhiều lần rồi, đúng không? Đây là cái trend tăng giá của Pet này, và đây là vượt vượt trend tăng này, đúng không? Thì nó vẫn tiếp tục tăng thôi, nhưng sao ạ? Nó không phù hợp với lại cái điểm mua của mình. Đây là đỉnh trước, đúng không? Đây là đỉnh trước này, rơi xuống test và vượt lên, vượt lên với khối lượng lớn. Đây là cây mua này, toàn bộ sau phiên này mình không khuyến nghị, đúng không? Thì các chị mua xong các chị bị lỗ. Đây này, cổ phiếu nó tăng từ giá 33 lên giá đây đó là khoảng 47, tăng khoảng 10 14 giá, xong chúng ta vào nó đu thì chết chứ tội tình gì, đúng không? Người ta gọi là ngu thì chết chứ tội tình gì, cho nên là ở đây thì mình cũng chả biết phải bàn bàn cãi với các chị như thế nào ha. Còn các anh chị nào đã lỡ mua trên này thì thôi, chứ bây giờ mua thì đợi tới 3 hàng về tính tiếp ha. Cho nên là đừng bao giờ đu đỉnh, đừng bao giờ thấy cổ phiếu nó tăng xong chúng ta tham gia ha, thì nó khá là dở.
Cuối cùng mình chia sẻ một cổ phiếu là hôm trước mình đã chia sẻ trong những cái livestream rất rồi, đó là con Gil, đúng không? Con Gil thì mình có chia sẻ trong quanh giá khoảng 72, bây giờ nó 82 rồi ha, vượt đỉnh trước với lại khối lượng lớn, con này vẫn tiếp tục trend tăng. Mình có chia sẻ về cổ phiếu này trong cho học viên này và cho các bạn membership của kênh Money Studio. Anh chị nào mà chưa coi thì coi lại giùm mình ha. Đây. Đợi xíu nhé. Không không, tạm thời vẫn không có được tại vì nó bắt mình phải verify các kiểu. Thôi thì như vậy ha, qua qua khoảng 16 phút chúng ta thấy rằng thị trường giai đoạn này thì thực ra nó vẫn ổn, đúng không? Nó chưa có gì bất ổn cả và chỉ có nhà đầu tư là bất ổn thôi. Đúng rồi ha. Rồi rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi cái video này khoảng 16 phút, khá là ít so với những nhìn livestream khác, nhưng mà những cái thông tin của nó thì mình nghĩ vẫn khá là đầy đủ. Và trong giai đoạn sắp tới nếu như VN-Index tăng lên ở trên này thì các anh chị cũng phải rất là lưu ý đây là vùng cản, đúng không? Vùng cản thì thường người ta sẽ không mua vùng cản và người ta đợi nhịp test xuống người ta có thể là cân nhắc mua. Còn nếu như nó vượt luôn vùng đỉnh này thì nó sẽ có một nhịp bứt phá rất là mạnh, nó sẽ kiểu như vậy này. Đây là rơi xuống này, đúng không? Đây là đỉnh trước này, đấy đi lên này, tiếp cận vùng đỉnh hơi nhúng xuống để và sau đó lấy đà vượt lên này, vượt lên sau đó đi ngang và bước lên rất mạnh, đúng không? Nhưng mọi người phải nhớ rằng cái hậu của cái việc bước lên rất mạnh đó là rơi rất mạnh, nhớ nhé, nhớ nhé. Cho nên cơ hội của chúng ta chỉ nằm ở dưới này thôi, còn một khi nó đã bứt khỏi cái vùng này nè mới đi. Các anh chị vẫn cố gắng thì chúc các anh chị may mắn, đúng không? Còn một số anh chị nói mình là ok ai mà bắt con DG ở giá 60 thì êm ấm rồi các kiểu, đúng không? Các anh chị đánh giống như là ok chúng ta đánh cổ phiếu thì chúng ta chỉ cần mua ở đây này, đúng không? Sau đó thì chúng ta bán lại ở đây, đúng không? Sau đó chúng ta mua lại ở đây. Sau đó chúng ta lại bán lại ở đây, đúng không? Sau đó chúng ta mua lại ở đây. Đấy, sau đó thì vài phiên nữa nếu như mà lên đây nó giảm xuống thì chúng ta lại bán lại ở đây. Chỉ cần như vậy thôi, đầu tư chứng khoán quá dễ dàng, đúng không? Nhưng làm ơn hãy nhìn vào khối lượng. Đây, phiên này chúng ta chỉ có đúng một số lượng nhà đầu tư này mua được phiên này, và các bạn có chắc rằng đây là nhà đầu tư cá nhân hay không là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, có chắc rằng những nhà đầu tư mua giá này là có lãi hay không, biết đâu người ta đang kẹp hàng ở đây mọi người, đúng không? Cổ phiếu rơi 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 này, rơi liên tục 5 phiên và có phiên trần đầu tiên, đúng không? Đây là phiên trần đầu tiên này, rất nhiều nhà đầu tư bắt cái này, đúng không? Mà họ bắt cái này họ bắt giá khoảng 80 82, sau đó thì sao mà nó rơi mẹ xuống 60, đúng không? Thì xuống dưới đây chắc gì là người ta đợi lãi, người ta cùng lắm người ta mua vàng, người ta trung bình giá lên tới khoảng 75 kiểu kiểu thế. Và kể cả cái việc mà nó lên nó từ đây lên nhé, nhiều khi á, là từ đây rơi xuống đây người ta đã bán rồi, người ta đã bán rồi sau đó thì nó hồi lên lại đây thì người ta bắt đầu mua trở lại. Cho nên á, là ở việc mua bán á, mà khi chúng ta nhìn vào lịch sử, có nghĩa là chúng ta nhìn vào cái đồ thị như vậy này, chúng ta sẽ rất nhanh nhìn thấy điểm mua, đúng không? Điểm mua đơn giản mà, cái điểm đáy nhất là mua, và chúng ta rất nhanh để thấy điểm điểm bán đỉnh, chính đỉnh hay là bán. Còn ai bán được chính đỉnh thì nhìn vào đồ thị là bán được, đúng không? Thì nếu mà các bạn đầu tư thì kiểu như vậy thì mình lạy các anh chị một lạy luôn á, tại vì mình không có đủ khả năng làm chuyện đó. Thì hy vọng là các anh chị nào có khả năng mà chúng ta liên tục mua ở đáy và liên tục bán ở đỉnh thì cho mình xin contact nha, cho mình xin contact mình sẽ mời về làm thầy. Chứ còn bản thân mình thì không đủ trình độ làm chuyện đó, mình nghĩ rằng hầu hết cả đại số mọi người sẽ mua ở đây đó, sau đó lên đây kẹp hàng rơi xuống và bây giờ mới về bờ. Chuyện đó là chuyện rất là nhiều người đang đang gặp phải, thậm chí nha có rất nhiều người khi mà nhịp rơi như thế này bắt đầu có thanh khoản thì người ta bán hết ở đây, người ta bán hết ở đây và bây giờ người ta nhìn vào đây người ta rất là tức, đúng không? Người ta rất là tiếc và sau đó thì khi mà nó lên thêm nữa người ta bắt đầu vào thì nó lại rơi xuống cho một nhịp nữa và người ta tiếp tục cháy tài khoản. Đó mới là sự thật, chứ không phải là sự thật là cái chúng ta ngồi chúng ta nhìn vào lịch sử chúng ta vẽ chỉ cần mua ở đây đó là xong. Biết thế thì mình bán nhà mình vào nút bà rồi. Các anh chị sao hôm hôm nó rơi xuống 60 các anh chị không móc đi,
quốc thì sao lệnh ở đây, đúng không? Hoặc là chị sau hết lệnh là sự của DG đi xem là múc giá nào nào, đúng không ạ? À? Làm gì có chuyện mà nhà đầu tư mà múc được ở đấy. Mình nói lên tới đây nè, tại vì sao nó có cái vùng đi ngang ở đây, đây là vùng rất nhiều nhà đầu tư ra hàng, đúng không? Nó mới có nhịp tăng rất mạnh, rơi rất mạnh, tăng rất mạnh, tăng rơi rất mạnh, là vì sao? Vì cung cầu đánh nhau rất mạnh ở đây, và sau đó nhà đầu tư tổ chức người ta hấp thụ hết cổ phiếu của các chị ở đây, người ta đánh lên lại đây, và khi đánh lên lại đây này, cổ phiếu thanh khoản rất lớn ở trên vùng vùng này, là vì sao? Vì rất nhiều nhà tôi mua lại ở đây, và đến lúc đó người ta mới chết, người ta rơi xuống dưới đây, người ta bị con mà gì, người ta cháy tài khoản các kiểu, bị bán sạch cổ phiếu, và sau đó cổ phiếu bắt đầu hồi phục trở lại. Đó mới là sự thật, chứ không phải là cái mà các anh chị nghĩ. À, có rất nhiều người có thể ăn được một cây từ đây lên đây, nhưng lên tới đây người ta trả lại hết. Tại vì sao? Từ đây rơi xuống đây người ta phải bán, là tại vì người ta bị ép bán margin mọi người. Các anh chị chỉ cần âm khoảng 30% thôi là margin nó đã call rồi. Mà lúc đó các anh chị dám nạp tiền mà không? Tự cân nhắc ha. Thôi, thì tóm lại nó là như vậy. Tức là chúng ta nhìn thì chúng ta ham đấy. Cũng ham mà đúng không? Nhìn thấy tăng âm đấy. Nhưng mà thôi, của ai thì người đó nhận, đúng không? Các anh chị chơi hay, các anh chị may mắn thì các chị cứ vào múc. Bản thân mình thì không thích chơi xổ số, cho nên là thôi số ngày mai thì nhường cái giải độc đắc cho các anh chị nhé. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người rất đã dành thời gian coi cái livestream này. Các chị cứ bình tĩnh, thị trường nó vẫn tốt. Hôm nay kể cả việc Nga và Ukraine múc nhau như thế nào đó, thì chúng ta phải coi thử là cái áp lực vào khoảng sau 2 giờ chiều xem nó như thế nào, và nếu như nó được hấp thụ hết và thị trường nó vẫn kéo xanh thì trend tăng của nó vẫn rất là tốt. Còn nếu mà nó sập khoảng 20-30 điểm với khối lượng lớn thì các chị có thể cân nhắc rút bớt ra ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Một lần nữa, nếu như có nhu cầu tham gia khóa học thì các chị liên hệ với trợ lý của mình, đó là Zalo, qua Zalo hoặc là số điện thoại của Châu, đúng không? Số điện thoại trên màn hình này nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc các bạn một ngày giao dịch vui vẻ. Vì nếu mà bây giờ các bạn coi thì chắc là buổi sáng, đúng không? Hy vọng là các bạn có một ngày làm việc tuyệt vời. Đây là Minister và mình là Ấn Đen. Cuối cùng thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.